Biển Đà Nẵng luôn đẹp và hấp dẫn người dân và du khách bất kể vào mùa nào trong năm. Trong mùa du lịch thấp điểm, ngay cả những ngày biển động, sóng to, gió lớn cũng không ngăn được sự thu hút của người dân đến với biển. Do đó, để đảm bảo an toàn cho người dân và du khách đến vui chơi tắm biển Đà Nẵng, nhiều phương án đã được tăng cường kiểm tra, kiểm soát. Sau những ngày mưa gió ẩm ương, thì những ngày qua biển Đà Nẵng đã trong xanh hơn. Tuy nhiên, sóng vẫn to và gió vẫn lớn, khiến cho biển động hơn. Vì vậy, bãi biển không tấp nập đông vui như mọi khi. Mùa biển động nên phần lớn mọi người đến với biển chỉ để chơi thể thao, đi dạo và chụp hình, ghi lại những khoảnh khắc kỷ niệm. Một số du khách ở xa đến thì tỏ ra rất thích thú khi tắm biển, vui đùa cùng con sóng. Tuy nhiên, ai cũng nhận thức được vấn đề đảm bảo an toàn tính mạng cho bản thân và cảm thấy an tâm khi được đội cứu hộ bãi biển thường xuyên lưu ý và nhắc nhở. Đi tắm biển mùa này thì biển rất là động mà nguy hiểm, nhưng các anh cứu hộ thì cũng nhiệt tình nhắc nhở, thổi còi động viên mình đi tắm gần bờ, tránh nguy hiểm. Lúc đầu thì em cũng thực ra là hơi khó chịu, tại vì là bị thổi còi hơi nhiều, nhưng mà có đúng là biển động thật thì các anh ấy có vẻ là cũng để ý rất là sát sao, thành ra bọn em cũng yên tâm khi tắm hơn. Tại vì có đôi lúc là khi bọn em đi ra xa ấy, bọn em cũng không biết được. Thì lúc mà anh thổi của em nhìn lại, em cũng bất giác nhận ra là mình đi hơi xa, cũng hơi nguy hiểm, thế là cũng quay lại bờ luôn. Như thế là an toàn cho cả em mà cũng là trách nhiệm của các anh ý nữa. Theo Ban Quản lý bán đảo Sơn Trà và các bãi biển du lịch Đà Nẵng, hiện vào mùa du lịch thấp điểm, biển vắng người hơn nên người dân và du khách thường chủ quan, dễ dẫn đến các tai nạn đuối nước. Vì vậy, để đảm bảo an toàn cho người dân và du khách tại các bãi biển của thành phố vào mùa biển động, hiện nay, Ban Quản lý đã tăng cường lực lượng giám sát, đảm bảo công tác cứu nạn cứu hộ tại các bãi biển, bố trí lực lượng cứu hộ trực tại các bãi tắm dọc hai tuyến đường Hoàng Sa Võ Nguyên Giáp, Trường Sa, quận Sơn Trà và quận Ngũ Hành Sơn, biển Nguyễn Tất Thành, quận Thanh Khê, đồng thời thông báo lịch trực của lực lượng cứu hộ bãi biển để tránh những sự cố đuối nước đáng tiếc. Với nhiệm vụ cứu hộ, cứu nạn trên bãi biển thì Ban Quản lý quán triệt với toàn thể đội viên đội cứu nạn cứu hộ là trực đúng ca trực và triển khai anh em làm nhiệm vụ đúng ca giờ, trực quan sát. Lãnh đạo ban cũng như sở du lịch cũng rất là quan tâm, yêu cầu anh em tập trung cao độ trong cái việc làm nhiệm vụ trong những cái mùa thấp điểm, quân số cũng như chốt trực ở các địa điểm chúng tôi đảm bảo tuyệt đối an toàn cho người dân và du khách khi mà tham gia tắm biển. Bên cạnh việc đảm bảo an toàn cho người dân và du khách, thì hiện nay đội cứu hộ cũng đã thay đổi thời gian trực cứu hộ cho phù hợp với thời tiết mùa đông. Buổi sáng bắt đầu từ 5 giờ sáng và kết thúc vào 18 giờ 30 hàng ngày, với hơn 90 đội viên đội cứu hộ thay ca nhau trực để hướng dẫn người dân và du khách tắm những khu vực an toàn. Việc tắm biển vào mùa đông là rất là nguy hiểm, dẫn đến nguy cơ đuối nước rất là cao. Vì vậy thì hiện nay thì lực lượng cứu hộ của Ban Quản lý tại các bãi biển du lịch Đà Nẵng thường xuyên tuyên truyền hướng dẫn người dân và du khách tắm ở những khu vực an toàn. Đối với những mà lúc mà biển mà sóng êm và tắm trong khu vực dây phao không được bơi ra xa. Bên cạnh đó thì đội cũng đã tuyên truyền trên cái hệ thống loa phát thanh ven biển về việc là yêu cầu người dân và du khách không nên tắm ở những cái thời điểm mà biển động, sóng lớn. Người dân Đà Nẵng đôi khi quen với việc nhận diện mức độ hung dữ của sóng biển lúc biển động. Tuy nhiên, du khách thì lại không. Thậm chí, nhiều khách quốc tế thích mạo hiểm, không lường hết rủi ro khi tắm biển mùa này. Nên Ban Quản lý đã cho đặt những biển báo tùy theo tình hình thời tiết và triển khai nhiều phương án khác nhằm giúp du khách được an toàn khi đến với biển Đà Nẵng. Tuy nhiên, chỉ khi nào du khách tuân thủ các quy định, hướng dẫn thì những bãi tắm mới thực sự an toàn, nhất là trong mùa mưa bão hiện nay.